Siêu máy tính chỉ ra hai đội vào thẳng World Cup 2022 ở bảng của Việt Nam. Trang uy Global Football đã đưa ra những tính toán của mình về xác suất đi tiếp của các đội bóng tại bảng BVL thứ 3 World Cup 2022. Tại VL cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, DT Việt Nam nằm chung bảng với các đội bóng được đánh giá là cực mạnh trong khu vực như Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia và Oman. Đây được xem là bảng đấu cực kỳ khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Bởi lẽ, nếu so với các đội bóng còn lại thì DT Việt Nam dĩ nhiên được xem là yếu nhất bảng. Trang thống kê uy Global Football cũng đã dựa vào vị trí của các đội trên BFZ FIFA, cùng với đó là các phép tính về thành tích đối đầu, chênh lệch lực lượng để đưa ra xác suất đi tiếp của từng đội bóng. Theo đó, thật không bất ngờ khi ba đội bóng được trang uy Global Football đánh giá là sáng cửa, đi tiếp nhất lần lượt là Nhật Bản 83,92%, Australia 61,40% và Saudi Arabia 31,48%. Nhìn vào các con số kể trên, trang uy Global chỉ rõ rằng Nhật Bản và Australia gần như đã chắc vé đi tiếp. Về phần Saudi Arabia, trang thống kê cho rằng đội bóng này nhiều khả năng sẽ đứng thứ 3 và góp mặt ở vòng playoff. Những tính toán và kết quả của uy Global Football được cho rằng hoàn toàn có cơ sở. Bởi lẽ, cả ba đội bóng kể trên đều mạnh hơn hẳn so với các đội còn lại. Nếu không có bất ngờ nào quá lớn, nhiều khả năng ba tấm vé đi tiếp, trong đó có hai vé vào thẳng World Cup sẽ thuộc về Nhật Bản, Australia và Saudi Arabia. Xác suất để DT Việt Nam góp mặt tại World Cup 2022 chỉ được uy Global Football đưa ra chỉ là khoảng 4,44%. Trong khi đó, DT Trung Quốc có xác suất dự World Cup thấp nhất với chỉ 3,68%. Theo kế hoạch, DT Việt Nam sẽ thi đấu 10 trận tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, trong đó có 05 trận được thi đấu trên sân nhà và 05 trận sân khách. BFZ FIFA sau Euro 2021, bước nhảy vọt của DT Italia. Đoàn quân áo thiên thanh đã có bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất nhờ thành tích ấn tượng tại Euro 2021. Đội tuyển Italia đã lên ngôi vô địch Euro 2021 một cách đầy thuyết phục khi mà họ thể hiện lối chơi tấn công đẹp mắt và hiệu quả. Azzurri đã đánh bại đội tuyển Anh trong trận chung kết để có lần đầu tiên đăng quang sau 53 năm. Với chức vô địch vừa giành được, đội tuyển Italia đã tạo nên màn nhảy vọt ấn tượng trên bảng xếp hạng FIFA. Trước thềm giải đấu, họ đứng ở vị trí thứ 7 nhưng giờ đây, đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Mancini đã nhảy lên xếp thứ 4. Đây là vị trí cao nhất mà họ giành được kể từ tháng 9 năm 2013. Trong khi đó, mặc dù thua Italia ở tứ kết nhưng đội tuyển Bỉ vẫn dẫn đầu trên bảng xếp hạng FIFA. Xếp thứ 2 là đội tuyển Brazil, vị trí thứ 3 thuộc về đội tuyển Pháp. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về các đội tuyển Anh thứ 5 Argentina, thứ 6 Tây Ban Nha, thứ 7 Bồ Đào Nha, thứ 8 Đan Mạch, thứ 9 và Hà Lan thứ 10. Sự vươn lên thần tốc trên bảng xếp hạng FIFA cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ của đội tuyển Italia trong những năm qua. Họ đã sẵn sàng vứt bỏ lối chơi phòng ngự truyền thống để chuyển sang lối chơi tấn công đầy cuốn hút. Dù không sở hữu những ngôi sao trong đội hình nhưng họ là tập thể đoàn kết và luôn chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Dự kiến, vào tháng 9 tới, đội tuyển Italia sẽ tiếp tục chiến dịch ở vòng loại World Cup 2022. Hiện tại, với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, họ đang dẫn đầu bảng đấu với Thụy Sĩ, Bắc Ireland, Bulgaria và Lithuania.